Diếm Hào Vlog. Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay là sự kiện 20 tháng 10 tại Đại Nam nha cả nhà. Có một cô ở đây là bây giờ đang muốn gặp cô Hằng với chú Dũng á cả nhà ơi. Mọi người nghe cô nói chuyện ha, thấy thương lắm luôn đó. Nghe cô nói chuyện nha. Diếm Hào Vlog. Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay là sự kiện 20 tháng 10 tại Đại Nam nha cả nhà. Có một cô ở đây là bây giờ đang muốn gặp cô Hằng với chú Dũng á cả nhà ơi. Mọi người nghe cô nói chuyện nha, thấy thương lắm luôn đó. Nghe cô nói chuyện nha. Chào cô. Chào con. Dạ. Tôi đến chỗ Đại Nam này. Dạ. Tại nghe cô Hằng nói là giúp cho người nghèo, thương nước yêu dân. Dạ. Thì dân nghèo của chúng tôi là nhà cửa kêu bằng tệ hơn nhà cấp 4 luôn. Cô ơi, cô đi tới mấy người không? Có mình cô hay là cô đi với hai ai? Người kia bảo vệ không cho vô. Sao vậy? Hai người hộ nghèo đâu vậy vô. Nó còn chửi là ăn mày nữa. Ở sao đây, mình nói với người ta là mình người nghèo. Nó mình đòi, đi vô mình tham quan thôi. Nó đòi là gì? Kêu công an bắt luôn. Trời thành ơi. Tự cô cứ live stream đi cho bà Hằng biết. Cô vô chỗ mát đứng. Cô cứ live stream đi cho bà Hằng rồi biết. Rồi. Tới là công chuyện nữa rồi đó. Con này hôm qua đi tới để xin một căn nhà cho mấy người nghèo nè. Nhưng mà không biết đâu. Cô live stream đi cho bà Hằng bà biết. Dạ. Tính lát của bà như vậy á. Trong khi đó hôm qua tôi đến đây một lần. Dạ. Gửi đơn cho văn phòng rồi. Dạ. Mà nó không viết biên nhận cho chúng tôi gì hết. Rồi ngày hôm nay chúng tôi vô để gặp anh cô chú Dũng với cô Hằng. Dạ. Để chúng tôi nhờ cô Hằng chú Dũng với cô Hằng giúp trực tiếp. Vì nhà tại nhà cấp 4. Cô ở đâu vậy cô? Ở phường 12, quận 12, phường An Phú Đông. Là nâng nền chống dột thôi. Mà An Phú Đông là ở đâu nữa vậy cô? À, ở Sài Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Ở Hồ Chí Minh. Dạ. An Phú Đông, Hồ Chí Minh. Dạ. Coi như là nâng nền chống dột thôi mà phường An Phú Đông đập nhà hết trơn luôn 6 phòng. Dạ. Mà cái phòng đó nâng nền chống dột để cho thằng tâm thần nó ở. Mà phường An Phú Đông đập hết luôn. Rồi cuối cùng dạ, rồi mình có lại chính quyền ở chỗ đó không cô? Có lại hết. Dạ. Mà nó ăn rơ nhau hết. Dạ. Gỡ nhóm nhau hết. Ôi, như nói nó, chung nó, là nó giờ mình nghèo hết. Cũng khổ quá. Trả đơn hết. Cô biết làm sao không? Bây giờ trả đơn hết. Chúng tôi kiện nó ra tòa vì lý do là chúng tôi tố cáo là được khen thưởng 10 triệu đồng của thành ủy. Mà thành ủy đó là cũng bao che luôn. Không thưởng cho chúng tôi 10 triệu đồng để mà xuống nhà người dân nghèo. Ở phường mình đó ha. Ở phường An Phú Đông coi, dạ. Không xuống gì hết. Rồi một năm rồi trôi qua chúng tôi mới kiện ra tòa hành chánh. Rồi á, tòa án dân cấp cao trả đơn luôn. Rồi bây giờ hỏi cô coi, ông Tô Lâm ở xa quá. Ông Tô Lâm ở xa quá. Mặc dù thành tử không biết được những gì quan sai của người dân tại phường. Rồi bây giờ á, là chúng tôi vô đây hết đường binh rồi. Tại thấy cô Hằng ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc 20 tỷ đồng. Dạ. Bây giờ chúng tôi là một số nhỏ nhoi hạt cát thôi. Thì cô duyên sức, cô Hằng duyên sức giúp đỡ cho chúng tôi sửa nhà để ở. Dạ, cầu mong cho cô sẽ được gặp cô Hằng nha. Đó. Bây giờ nói chung là cỡ 5-6 giờ chiều nay. Rồi. Cô phải ngồi nghỉ một chỗ nào cho mình cho khỏe đi nha. Không rồi đâu, ông Dũng cũng được. Thì hai người đi một lượt. Chứ không có đi trước đi sau đâu cô. Dạ. Cô ngồi ở đâu đi. Chắc chắn là 5 giờ trở lên là sẽ được gặp. Nhưng mà phải sao phải hữu duyên lắm nha. Chứ 20 vệ sĩ á, xung quanh hết trơn luôn á. Chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà nói cô cứ live stream trên mạng dạ, đi. Dạ. Để biết rằng là nó còn nói nặng lắm. Ở đây là khu du lịch chứ không phải là chỗ ăn mày ăn xin. Nó nói tụi tôi là ăn mày ăn xin. Nhưng mà mình nói trước với mấy người đó để làm gì. Mình nói mình đi vô tham quan hai đi. Con nhỏ dân quan nó thật tà quá. Thì nó thật tà quá. Nó nói trước là nó vậy. Còn tôi nè, tôi là đi cứu dân quan và thậm chí tôi cứu hai người đó luôn để tôi giới thiệu bà Hằng giúp đỡ trực tiếp luôn, không thông qua ai hết. Ví dụ cảm ơn cho cô đó, được cô gặp. Đó là cô bị răng cỏ gãy hết trơn rồi, cô ăn uống không được, cô nhai không được, cô bị trào ngược dạ dày luôn. Dạ. Với lại đại tràng của cổ bị ra máu. Dạ. ra máu luôn, nhai không được, ăn uống. Dạ, nói chung là mình tới mình gặp cô chú đó để nhờ cô chú giúp đỡ ha. Được cái gì là được hả cô? Ý tôi nói là như vậy nè, chỉ tôi đến đây tôi xin giúp cho cổ cái hàm răng có 5 triệu đồng thôi. Để ông Dũng hoặc cô Hằng giúp cho cổ 5 triệu đồng để chồng cái hàm răng lại. Để chi? Để cô ăn, cô không có bị trào ngược dạ dày.
tức là cứu một mạng người, dẫu xây chín đạo phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Nói chung là cô đi tới để bây xin giờ, cho hai người kia. Cô cứ lên mạng giúp một người là xin một cái hàm răng 5 triệu với là một người nữa là cái gì con? À, sửa nhà. Một người đó là sửa nhà. Dạ. Rồi cái cô này á, là cái cô 5 triệu đồng này cổ rất cần. Rồi, ông hiểu rồi. Ông Dũng cho cái số tiền để cô sửa nhà. Dạ. Cô muốn sửa nhà để cô ở chứ giờ cô ở khắp nơi, ở tạm không à? Khắp nơi luôn. Cô ở chỗ cô tạm, mà ở tạm thì không có ai mà cho ở lâu được. Mấy nên cô đó là cũng gần nhà cô luôn. Đi đuổi ra hoài luôn. Một người ở Bình Phước. Dạ. Và một người ở An Phú Đông. Đó, đang đuổi ra hoài đó. Cũng vô mà tôi vô được. Do có người chở vô. Chứ không có đi bộ. Dạ. Có người chở vô. Bây giờ con phải ở đâu nghỉ ngơi đi nha, đừng có đi vòng bây vòng mệt. Bây giờ cô mới cho clip này tung lên mạng. Rồi. Nếu cô Hằng không giúp thì Mạnh Thường Quân sẽ giúp. Rồi dạ. Nước Hoàng sẽ giúp. Cô đọc lại, cô đọc lại địa chỉ với cô. À, đọc địa cô chỉ. Cô tên gì luôn? Đọc địa chỉ hả? Có số điện thoại không? Để tôi nói cô nghe. Đọc địa chỉ nè. Dạ. Bây giờ thứ nhất, cái cô mà An Phú Đông đó là ở tên nhà gì không luôn? Số. Tên gì luôn? Đặng Thị Thu. Đặng Thị Thu, nhà không số. Đường Vườn Lài. Phường An Phú Đông. Phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là cái cô đó là xin tại hơn nhà cấp 4, xin sửa nhà vì cô đang sống chung với Gò Mã. Với có con cái gì không cô? Có con cái, một người chồng á thì tại bí mật nó não, người con là tâm thần. Dạ. Đó là tôi đang nói sự thật. Tôi là nhân chứng. Dạ. Tôi giúp đỡ mấy người đó. Chứ tôi không có xin cô Hằng cái gì hết. Tôi chỉ muốn cô Hằng cứu những người thật sự. Rồi con hiểu cô Hằng, cô Hằng trao những người thật sự đó rất là quý. Đó. Bây giờ cô Hằng học tặng thêm một cô nữa, cô kia nữa. Cô kia nữa. Cô tên là, tôi coi em, ở ngoài cổ tên Châu, nhưng mà cổ Châu, cổ tên gì tôi quên rồi. Nhưng mà ở ngoài tên cổ là tên Châu, hay gọi cổ tên Châu. Rồi cổ đang ở nhờ của cái bà, người quen của cổ, bạn công. Rồi cái bắt đầu đó là bây giờ cổ đang muốn trồng cái hàm răng để ăn uống. Thứ hai đó, cổ muốn sửa cái nhà của cổ, để cho cổ có cái nhà cổ ở. Đến lúc tuổi già còn hơn là đi ở người này người nọ, vì cô bán nhà lúc mẹ của bệnh. Dạ. Cô ở hết người này người kia cô ở đâu có nổi. Đúng giờ rồi. Cô mong ông Dũng cho số tiền để ông sửa nhà, cổ sửa nhà rồi, khoảng chừng 100 triệu đó à. Đó sửa nhà chừng khoảng 100 triệu thôi. Dạ, cô bây vậy. Giờ bây đang... giờ bảo vệ lắm cho vô, của mình tôi vô được. Dạ. Tôi nhờ người chở vô đó. Có cái việc tung lên mạng đi. Tôi nói là sự thật. Mình xin 100 triệu, mục tiêu là 100, nhưng mà có khi cô tặng bao nhiêu hoặc là cô giúp đỡ công việc thì mình cũng làm theo luôn hết cô ha. Làm theo luôn là sao? Giống như là có khi là mình mong muốn 100 triệu nhưng mà có khi cô không có cho tới 100 triệu thì mình cũng chấp nhận luôn. Ừ, mình có gì không đi. Có Mạnh Thường Quân khác cho thêm. Dạ dạ. Tại vì cổ đang mắc nợ 20 triệu nữa. À rồi. Giờ rồi, cổ rồi. Ngủ không được luôn, tôi thấy tôi xót ruột quá. Mắc nợ 20 triệu nợ nó réo hoài. Lãi lẽ lãi suất luôn thấy khổ lắm. Đó nguyện vọng của cổ là cái hàm răng với 20 triệu trả nợ và 100 triệu để sửa nhà vậy thôi. Đó là hạt cát giữa sa mạc của ông Hằng, của cái bà Phương Hằng với lại ông Dũng Lò Vôi mà thôi. Tôi thấy mấy ông này dư sức giúp được là giúp, còn không thôi cô cứ tiệt tung lên mạng đi cho Mạnh Thường Quân cứu người ta, rồi nước ngoài cứu luôn cũng được. Đó thuộc đức của tôi giúp người là như vậy. Còn tôi không cần nhờ ông Hằng, bà Hằng với lại ông Dũng Lò Vôi cho tôi cái gì hết, tôi không cần. Thì tôi đang giúp dân mà, chống tham nhũng mà. Cái gì sai tôi cầu, tôi không có khả năng lo được thì tôi cầu của người khác giúp, chứ tôi không hề xin xỏ cái gì hết. Đó là vậy, tôi tự sống được. Đó. Hiện nay tôi đang giúp nhiều người dân quan đang đau khổ và bị quan sai miễn phí mà. Đó là vậy. Rồi sáng giờ ăn sáng gì chưa? Có đi qua bên kia ăn sáng. Rồi tối này ngủ ở đâu? Bây giờ đó, tối nay coi chừng ngủ ngoài đường chứ giờ sao không giờ? Có tối nay đâu. 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Có chỗ ngủ hả? Có cô Hằng, gặp cô Hằng. Biết rồi nhưng mà có chỗ ngủ luôn không? Chỗ ngủ thì thôi con không biết. Rồi. Bây giờ cô cứ tung lên mạng đi. Tại đây tôi nói là sự thật, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật luôn. Còn bây giờ tôi nói địa chỉ hai người đó. Là cái cô mà cái đăng đó là cổ, tôi cho cổ ở bên Cát Lái. Dạ. Nếu cô cần cổ qua cô gặp tôi giúp cổ. Dạ. Đó, địa chỉ tôi bên Cát Lái á, là tôi đọc địa chỉ của tôi luôn. Đó là tôi coi địa chỉ của tôi là khu tái định cư Đại Lộc 2 của cô ha. Ấp Phước Lý,
xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Hiện tại tôi đang ở đó. Dạ. Và tôi đang giúp dân quan chống tham nhũng. Tên gì vậy? Tôi tên Nguyễn Anh Đào. Dạ. Đó là nói chung là cô cứ lên mạng. Tại vì tôi giúp dân quan miễn phí. Dạ, tôi ra phiên tòa cho dân quan được luôn mà. Tôi kiện chính quyền ra tòa được luôn, tòa hành chánh, tòa dân sự tôi làm được hết. Dạ. Hiện nay tôi đang giúp cho công cho mấy người dân quan sai ở ở Kielan đó. Tôi đang giúp họ đó. Ở Kielan. Và cái Kielan này nó giống như Alibaba vậy đó. Đó, họ mướn luật sư mà luật sư ép dân quá, tội nghiệp quá, tôi cứu dân miễn phí luôn. Rồi nói chung tôi là thật là tất cả là miễn phí. Hôm nay là cũng là ngày phụ nữ Việt Nam. Mến chúc cho cô với lại hai cô kia với mọi người nữa là được nhiều sức khỏe. Trước tiên đi. Rồi xong rồi mình hữu duyên hôm nay sẽ được gặp cô Hằng chú Dũng. Biết không gặp được cộng đồng mạng giúp đỡ. Dạ. Càng quý nữa. Dạ. Dẫu xây chín đợt cù đồ không bằng lòng phúc phúc cho một người. Dạ. Đó. Rồi, tôi không có tiền tôi giúp thì tôi giúp bằng trí tuệ của tôi. Thật nhiều hữu duyên để được gặp cô với chú. Rồi. Rồi cảm ơn cô mình. Dạ. Hai người đó nó không cho vô đó, nó nói đây phải ăn mày. Em xin. Ăn mày xin đốc cho vô. Tôi vô được để tôi lên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng biết rằng hiện tại rất nhiều dân quan cần bàn tay trợ giúp của chú Dũng với lại cô Hằng, vì đây là hạt chúng chắc tôi chắn chỉ là hạt cát, chắc cô với chú chúng tôi sẽ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi, so với 20 tỷ cô Hằng đưa vào mặt trận Tổ quốc, chỉ hạt cát sa mạc thôi, không có gì lớn lao hết. Mà bảo vệ của cô Hằng nói rằng ở đây là du lịch chứ không phải ăn xin ăn mại vô đây. Xin sợ cái gì, đuổi ra rồi. Hai người dân quan của tôi đuổi ra rồi. Có đem đầy đủ chứng từ hết, hình chụp đem hết để đưa tan chứng vật chứng cho chú Dũng vô. Rồi vậy là tốt quá, hay quá rồi. Đó, cô đem vô hết. Bây giờ hồi nó đang giữ sao vậy, không chơi đem vô. Dạ, ác trời, căng quá ha. Ác chưa? Phải nó quá ác. Ngồi ở đây xíu đi, cô rồi. Khỏe không? Rồi để tôi đi cà nhắc mà tôi vẫn giúp dân quan. Thiệt là tình luôn. Dạ. Cô lại ngồi ghế đi cô ơi. Ghế nằm chỗ nào? Đó, đằng đó đi, mát nữa. Like chia sẻ mạnh mạnh giùm Bùi Hải với Lóc đi, bà cô chú chị ơi. Hello, chào mọi người. Chị nha. Nhớ ủng hộ kênh Diễm Hà với Lóc nha cả nhà, Diễm Hà với Lóc.